Quý vị, một trong những biện pháp để đẩy lùi nạn xâm hại tình dục trẻ em là trang bị những kỹ năng để phòng chống xâm hại tình dục. Vậy kỹ năng đó bao gồm những kiến thức như thế nào? Ngay sau đây chúng tôi sẽ trao đổi cùng với khách mời của chương trình về nội dung này. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia bảo vệ trẻ em Nguyễn Ban Hùng. Xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa anh, trước tiên anh có thể chia sẻ là việc giáo dục giới tính cho trẻ thì có ý nghĩa như thế nào trong việc giúp trẻ nhận thức được nguy cơ xâm hại tình dục ạ? À? việc giáo dục giới tính cho trẻ em rất là quan trọng trong các việc chuẩn bị cho trẻ cái việc chống lại các cái nguy cơ bị xâm hại tình dục thông qua cái việc được giáo dục về giới tính trẻ cũng biết được là những cái những cái bộ phận thân thể mình uh, nó có tác dụng như thế nào và biết uh, trân trọng các cái bộ phận thân thể của mình và tự tin cũng như không để cho ai có thể uh, đụng chạm hay làm xâm hại tới cái bộ phận quan trọng của cơ thể. Ngoài ra cái việc gì, gì giáo dục giới tính cho trẻ cũng giúp cho trẻ tự tin hơn khi mà có những người khác định uh, dụ dỗ uh, trẻ để cố tình chạm vào thông qua các hoạt động như là À, cho cho ôm hôn hay là cho sờ mó gì thì trẻ biết rất rõ là những cái bộ phận này là những cái cái phần của mình và không ai được đụng chạm vào. Vậy thì trẻ có thể căn cứ vào những dấu hiệu nào để nhận biết được kẻ xấu đang có ý định xâm hại tình dục mình ạ? Thứ nhất là à, lời nói, à, những lời nói mang tính gợi dục, những lời nói mang tính dụ dỗ rủ rê, thậm chí cả những lời nói khen là trẻ rất là xinh, trẻ có đôi tay xinh hay là trẻ có bờ vai đẹp chẳng hạn tất cả đó từ từ nó sẽ dẫn tới những cái cái, 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 cái lời nói cởi mở hơn và bảo dạng hơn à, và đấy là cái nhóm đầu tiên tức là những cái nguy cơ đầu tiên là lời nói thứ hai là những hình ảnh à, khi mà trẻ đặc biệt là khi mà sau khi chúng ta mở rộng internet và trẻ tiếp cận được với công nghệ thông tin thì những cái hình ảnh trên internet có thể là những cái nguy cơ xâm hại tình dục rất là rõ ràng đầu tiên là những cái thủ phạm có thể cho trẻ xem những cái hình ảnh tương đối nửa kín nửa hở rồi sau đó bảo dạng hơn dần rồi sau đó những cái hình ảnh tương đối trần trụi và gợi mở cái trí tò mò của khơi, khơi, khơi gợi cái cái tò mò của trẻ và sau đó lại thách thức trẻ ở độ, độ tuổi này thì trẻ rất là dễ uh, rất là khó cưỡng lại những cái thách thức thì người ta có thể thách thức lại trẻ yêu cầu trẻ cho xem những bộ phận đầu tiên là những bộ phận cũng tương đối là không có hở lắm rồi từ dần từng bước từng bước và khơi mở gợi trẻ đấy là cái nhóm thứ hai đầu tiên là lời nói hình ảnh và sau đó là những cái đụng chạm những cái đụng chặn cũng có thể bắt đầu ờ, những người xâm hại tình dục thường là có, có tùy theo nhóm đối tượng thì có nhóm đối tượng thân thiết thì thường là bắt đầu bằng những cái cử chỉ chăm sóc ban đầu rất là từ từ ờ, và chạm trẻ để cho trẻ mất cảnh giác đi rồi từng bước chạm vào những cái bộ phận cơ thể của trẻ và và tiến sâu hơn tiến sâu hơn và cuối cùng là cái hành vi xâm hại tình dục xảy ra ờ, nhóm cuối cùng là nhóm tấn công tức là ngay ở một cái khoảnh khắc nào đó thì cái người xâm hại tình dục có thể tấn công bất ngờ để gây ra những cái hành vi xâm hại tình dục với trẻ. Vậy trong hoàn cảnh bị xâm hại tình dục thì trẻ sẽ cần phải làm gì để có thể tự bảo vệ mình và thoát khỏi kẻ xâm hại? Cái việc đầu tiên mà chúng trẻ cần phải biết mà chúng ta cũng cần phải hướng dẫn cho trẻ là cách để phòng ngừa những tình huống đấy. Đầu tiên là phải phòng ngừa, tức là không nói chuyện với người lạ, không gần gũi với người lạ không đi theo vào những chỗ, chỗ, người lạ hay là kể cả người thân vào những chỗ vắng chỉ có hai người không để cho người ta ôm ấp mình hay là dụ dỗ mình bằng những cái món quà còn khi mà có chúng ta khi mà trẻ cảm thấy là mình đang có nguy cơ đang đứng trước nguy cơ cấp thời bị xâm hại tình dục thì có nhiều cái cách mà trẻ cần phải phải làm ví dụ như là la to lên chạy đi vùng thoát hay là gọi cầu cứu ở những người chung quanh thì thì cách tốt nhất đầu tiên là chạy trốn. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia bảo vệ trẻ em Nguyễn Ban Hùng với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và chúng tôi hy vọng rằng là với những chia sẻ của khách mời trong chương trình ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ có thêm kiến thức để có thể bảo vệ con em mình tốt hơn trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.